57, anh Nguyễn Bạch Đằng, sinh năm 1974, tại Sài Gòn, cư ngụ tại số 362/17 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi đến 29 câu. Câu 1, suy nghĩ như thế nào gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh? Câu 2, làm sao đưa suy nghĩ vào thanh tịnh? Câu 3, tập như thế nào để được thanh tịnh? Câu 4, làm sao thấy và biết được dòng điện từ âm dương trong cơ thể? Câu 5, ý như thế nào gọi là ý thanh tịnh? Ý như thế nào mà không thiện không ác? Xin cho ví dụ. Câu 6, ứng dụng nhất tự thiền trong cuộc sống như thế nào? Ai mới ứng dụng được nhất tự thiền này? Điều kiện nào mới sử dụng được? Câu 7, ý nghĩa nghiệp chướng bổn lai không, ứng dụng như thế nào? Đối tượng nào mới sử dụng câu này? Câu 8, các bài kinh thần chú trong nhà Phật đều có lợi lạc cho chúng sanh, theo thiền tông hiệu quả chỗ nào? Trong điều kiện nào mới có hiệu quả như lời trong kinh hay sách nói? Câu 9, từ xưa đến nay, người đạt được bí mật thiền tông đều cho ra bài kệ, có trường hợp nào thể hiện qua văn tự mà không cần bài kệ không? Câu 10, hiện tượng nhận điển quang, mượn xác để dạy dỗ chúng sinh tu hành, mà người tu thường dùng danh từ là vô vi, bề trên, về dạy dỗ chúng sanh thời mạt pháp này. Những việc đó, Phật và Bồ Tát có làm như vậy không? Những hiện tượng đó ai làm ra, thành phần nào trong tam giới này? Câu 11, cách nhận biết ý trong Phật tánh và ý của tánh người. Ví dụ, ý con người cũng muốn giúp đỡ người khác làm tốt, ý Phật cũng vậy, làm sao phân biệt? Theo con nghĩ, ý Phật chỉ giúp người hướng thượng, còn ý con người cũng hướng thượng, nhưng bị vướng vào danh, lợi, nên bị vướng vào luật nhân quả. Còn ý Phật có bị vướng vào luật nhân quả không? Câu 12, tánh người nghe, nói, thấy, biết có phân biệt nên luân chuyển. Tánh Phật nghe, nói, thấy, biết trùm khắp thanh tịnh có phân biệt không? Ngoài những cơ bản trên, có lý giải nào khác không? Câu 13, tánh con người có đến 16 thứ và 84.000 cái bong bóng ảo giác nên khó thấy và biết được chân thật. Tánh Phật có 4 thứ thanh tịnh nên thấy biết chân thật. Ngoài ra có cách nào để nhận thấy và biết được chân thật ở thế giới này không? Câu 14, tập như thế nào để được hằng tri? Câu 15, tập như thế nào để thuần thục được vỏ bọc tánh người? Câu 16, trong bể tánh có Phật lớn, Phật vừa, Phật nhỏ. Vậy Phật có cái bản ngã của Phật không? Câu 17, tập như thế nào để nhận rõ đâu là tánh người và đâu là tánh Phật? Chỉ cần thanh tịnh là nhận được hai thứ tánh Phật và tánh người. Ngoài thanh tịnh này ra, còn cách nào hiển lộ ra hai thứ tánh nói trên không? Câu 8, con người có thiện có ác, có phân biệt Phật thì như thế nào? Ai muốn giải thoát thì Phật mới giúp, còn không thì Phật không giúp. Tại sao vậy? Theo con hiểu, Phật tánh nghe, nói, thấy, biết trong thanh tịnh, không dính vào thiện, ác và phân biệt. Ý của con, vậy Phật cũng có sự phân biệt giữa luân hồi và giải thoát. Vậy cái phân biệt này là như thế nào? Câu 19, phân biệt bi, trí, dũng, Phật tánh và tánh người. Câu 20, nơi thế giới này là nhân quả luân hồi, vậy luân hồi như thế nào? Câu 21, hiện tượng điển quang của thiên nhiên là như thế nào? Theo thiền tông thì điều đó có hay không? Câu 22, một người bình thường không biết gì, nhưng khi có điển quang vào thân người, nói chuyện rất mạch lạc, lý giải theo thiền tông như thế nào? Câu 23, tập như thế nào để vỏ bọc tánh người thả lỏng tánh Phật ra? Trong sách nói, có công đức nhiều lưu trong vỏ bọc tánh Phật. Vỏ bọc tánh Phật đè vỏ bọc tánh người, thì vỏ bọc tánh người buông tánh Phật ra. Ngoài cách này,
Còn có cách nào để được như vậy không? Câu 4. Tu theo thiền tông là giải thoát. Giải thoát là chiều dương. Các môn tu khác trong vật lý nên bị luân hồi. Luân hồi là chiều âm. Hai phần này đối nghịch nhau. Theo thiền tông, để dung hòa hai phần nói trên được bình đẳng thì phải làm sao? Câu 25. Từ bi hỷ xả theo tinh thần thiền tông như thế nào? Câu 26. Bi trí dũng theo tinh thần thiền tông áp dụng ra sao? Câu 27. Hỏi về trung ấm thân có 8 phần hỏi. 1. Nguyên lý hình thành ra một trung ấm thân. 2. Cấu tạo ra một trung ấm thân như thế nào? 3. Quy trình hoạt động của một trung ấm thân. 4. Thời gian tồn tại của một trung ấm thân. 5. Nhiệm vụ của một trung ấm thân. 6. Trung ấm thân chịu chi phối theo quy luật nào? 7. Có ai tác động được vào trung ấm thân không? 8. Trung ấm thân có âm dương không? Câu 28. Hỏi phân thân, hóa thân, ứng thân, mục đích và khác nhau như thế nào? 29. Khi con người hôn mê, Phật tánh có hoạt động không? Nếu Phật tánh có hoạt động, tại sao người đó không biết? Đáp. Câu 1. Suy nghĩ trong thanh tịnh. Phần này chỉ có chư Phật mới suy nghĩ được thôi. Còn con người chỉ biết làm trong thanh tịnh, chứ không suy nghĩ trong thanh tịnh được. Vì sao vậy? Vì người đang sống trong quy luật vật lý âm dương chi phối, mà nói mình là Phật, thì người này không hiểu quy luật vận hành nơi thế giới này. Người tu theo thiền tông phải hiểu rõ như sau. Người sống ở địa cầu này, tự xưng mình là thánh này thần kia, mình phải hiểu hai thành phần này như sau. Một là họ mạo danh để mê hoặc người khờ khạo, để những người này cúng tiền cho họ xài mà họ không phải đi lao động vất vả mệt nhọc. Hai là họ nói thiệt. Người tu thiền tông biết người này là thiệt rồi nên tránh xa người này ra. Vì sao vậy? Người tu thiền tông mục đích là giác ngộ và giải thoát, mà những ông thần hay bà thánh này chuyên làm ba việc như sau. Một, chuyên lường gạt người ngu khờ, họ nói là cho phước mình, còn lừa cao hơn là họ nói đổ phước vào đầu mình. Hai, sau đó họ kèm theo lời hù dọa, nếu ai khinh chê hay phỉ báng họ thì họ đẩy mình xuống địa ngục. Đây là tánh của những vị thần hay vị thánh ở thế giới này vậy. Do vậy, người tu thiền tông đừng lại gần những người này. Trừ khi mình có công đức thật lớn thì mình mới đến gần những người này. Để chi vậy? Để phá tan phần âm phước của họ, để họ quay đầu trở lại làm người học thiền tông, để biết công thức giải thoát. Tại sao con người ở thế giới này thân tâm không thanh tịnh được? Có hai nguyên nhân. Một, tu hành để ép cho thân tâm thanh tịnh. Cái thanh tịnh mà dụng công tu hành ép được đó, nếu các ông không dụng công tu hành, không ép được nữa, thì cái thanh tịnh nó phải trở lại theo quy luật luân chuyển của vật lý. Vì vậy Như Lai có nói, ở thế giới nhân quả vật lý âm dương này, người tu hành mà dụng công tu ép cho thân tâm thanh tịnh, nếu đem so sánh với thanh tịnh trong bảy tánh thanh tịnh tự nhiên, thì cái thanh tịnh mà các ông dụng công ép cho thân tâm thanh tịnh được đó, so sánh với thanh tịnh tự nhiên chỉ bằng một giờ hay một ngày mà thôi. Như Lai cho các ông bà rõ, ở thế giới nhân quả luân hồi âm dương nơi trái đất này, không ai thoát ra ngoài quy luật này được. Chỉ người thật sự khôn ngoan thì mới hiểu nguyên lý này, còn người ngu khờ thì nghe ai nói gì cũng tin, nên vướng mắc vào những bịa đặt của người ta. Như lại ông thần bà thánh này để chia tiền và của, cầu xin những người nói trên nhờ họ giúp mình giải thoát. Như Lai nói rõ cho các ông bà biết, ở thế giới nhân quả luân hồi này không ai giúp gì cho mình được. Nếu họ có giúp mình được là họ mở tủ của chính mình, lấy tiền của mình giao lại cho mình vậy thôi. Còn phần thanh tịnh
con người ở trong địa cầu này không ai tài nào làm cho thân tâm mình thanh tịnh được cả. Vì sao vậy? Như Lai đưa ví dụ sau đây, ông bà sẽ rõ. Như con người đang ở dưới nước, vừa nhúc nhích là nước động rồi. Nếu cũng con người đó không ở trong môi trường nước, dù có động thế nào đi chăng nữa thì nước cũng không dao động. Vì nguyên lý này, một vị đã thành Phật rồi, tức vào sống trong bể tánh thanh tịnh nơi chư Phật ở. Ở trong bể tánh thanh tịnh này, rồng là điện tử quang, nên không có sức hút của vật lý âm dương. Vì vậy mà không có nhân quả luân hồi, nên tự nhiên thanh tịnh. Câu 2. Suy nghĩ là của tánh người, không đưa tánh người vào thanh tịnh được. Vì sao vậy? Vì tánh người đang ở trong sức hút và luân chuyển của điện từ âm dương thì làm sao thanh tịnh được? Phần này Đức Phật có dạy, tánh người đang ở trong thế giới luân chuyển vật lý cũng thanh tịnh được, nhưng phải hiểu và thực hành như sau. Đây là của những vị A-la-hán áp dụng để tìm cái thanh tịnh giữa dòng luân hồi. Dụng công ngồi tọa thiền, ép cho tâm duyên hợp của vật chất thanh tịnh để hưởng cái thanh tịnh an vui trong thế giới luân hồi. Giống như các ông đang ở trong vùng mưa nhiều gió lớn, xây một căn nhà kiên cố để an trú trong đó, tạm thời hưởng cái an ổn vậy. Hầu hết những người đầu tiên tu với Như Lai đều thích tu kiểu này. Kiểu này Như Lai gọi là niết bàn tịch tỉnh, tức niết bàn ở trong vùng cô tịch và yên lặng, nhân từ chuyên môn gọi là A-la-hán. Như Lai cũng dạy cho các ông biết, nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này không ai phá vỡ bất cứ thứ gì được. Vì vậy tánh người là phải ở thế giới loài người, không thể qua thế giới khác sống được. Vì sao vậy? Vì ở mỗi nơi trong tâm giới vật lý âm dương này, mỗi nơi đều có tần số sống điện từ âm dương riêng, nên loài này không qua loài kia sống được. Như Lai đưa thực tế cho các ông bà thấy, con người sống hít thở bằng không khí, không thể nào hít thở bằng nước được. Do đó xuống nước là bị chết ngay. Con người và vạn vật nơi thế giới này là sống trong quy luật nhân quả luân hồi của vật lý âm dương, nên bắt buộc phải luân chuyển, không ai cưỡng lại được. Dù người đó là vua cõi người hay làm chúa cõi trời cũng không thay đổi được. Quy luật nhân quả như thế nào? Dòng cuốn hút nhân quả luân hồi này nó là tự nhiên như vậy, mà con người là chủ động tạo ra luân hồi trong tam giới này. Tại sao con người làm như vậy? Vì trong tánh của mỗi một con người có 16 thứ, mà trong 16 thứ này có cái tưởng là mạnh nhất. Cũng vì cái tưởng quá mạnh này cộng với 15 thứ kia, nên con người sanh ra cái chấp. Cái chấp của con người ai cũng cho mình là hay, là khôn, là giỏi, nên sanh ra cái ngã chấp. Khi cái ngã chấp nó đã thành một khối cứng ngắc rồi, chính cái khối này là ta hay tôi đó. Trong ta hay tôi có cái gì ở trong đó? Có Phật tánh ở trong đó. Ban đầu Phật tánh bị hút vào trong vỏ bọc của tánh người, tánh Phật không biết đường nào để thoát ra ngoài, để trở về bể tánh thanh tịnh, nên tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người để tìm đường thoát ra. Vì tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người nên tạo ra sản phẩm. Khi đã có sản phẩm rồi thì phải có nơi cất giữ, để khi nào muốn sử dụng lại móc ra sử dụng. Do vậy cái kho cất giữ này được điện từ âm dương tự động cuốn hút để hình thành ra là một cái kho. Cái kho này chuyên chứa những suy tư và tư tưởng của một Phật tánh tưởng tượng ra. Do đó cái kho này được gọi là kho tàng thức, tức cái kho chứa hiểu biết do tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người tưởng tượng ra. Theo quy luật nhân quả và luân chuyển nơi thế giới này, hễ cái gì có thì phải bị hút đi theo dòng luân chuyển, mà Đức Phật gọi là luân hồi. Cái kho tàng thức này tánh Phật của mỗi người tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là chuyện,
Nên cái kho này nó phải tự nhiên luân chuyển do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. Căn bản của mỗi cái kho chứa như sau: một, tánh Phật tưởng tượng làm phước thiện thật nhiều, cốt để mong thoát ra ngoài có vỏ bọc của tánh người để trở về bảy tánh thanh tịnh. Hai, tánh Phật tưởng tượng cầu mong người nào đó để mong thoát ra ngoài có vỏ bọc tánh người để trở về bảy tánh thanh tịnh. Chính hai phần này là nguyên nhân tạo ra nghiệp, mà nghiệp là đầu mối dẫn đi trong sáu nẻo luân hồi. Vì tánh Phật bị luân hồi trong sáu nẻo nên rất thích như làm trời ham hưởng sung sướng, làm tiên ham hưởng vui chơi, làm người thích có danh lớn, thích giàu sang để người khác kính nể, thích làm thầy để người khác lạy mình, thích bịa ra những chuyện không thật để dụ lấy tiền của người ngu khờ, vân vân. Vì vậy mà tánh Phật quên đi mong muốn ban đầu là trở về bảy tánh thanh tịnh. Chính cái tưởng tượng, suy nghĩ và ham muốn này nó chứa vào cái kho tàng thức, nên cái kho này là một khối nghiệp. Cái kho khối nghiệp này là do Phật tánh tự tạo ra để khối nghiệp mang tánh Phật đi luân hồi trong sáu cõi không ngày cùng. Cũng vì tánh Phật sử dụng tánh người này mà ra. Cái sai lầm của tánh Phật là sử dụng tánh người. Cũng may cho tánh Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhờ Đức Phật Nhiên Năng dạy cho Ngài biết chỗ sai này và dạy cho Ngài biết công thức trở về bể tánh thanh tịnh, tức quê xưa của Ngài. Ngài thương chúng ta mà dạy lại chúng ta. Ngài từ bi dạy chúng ta như vậy mà chúng ta không chịu nghe, mà lại chửi Ngài, nói Ngài là ông thầy bị điên. Còn chúng ta nói mình là người quá khôn, nên ngày đêm sáng tối cứ cắm đầu lại người lừa gạt mình, đưa tiền cho họ xài mà nói mình là người khôn nhất trên đời. Tại sao chúng ta ngu ngốc như vậy? Vì vô số đời trước chúng ta lừa gạt người khác thì hôm nay phải trả quả thôi. Đây là quy luật nhân quả của thế giới này vậy. Con người sống nơi thế giới này dù có tài ba đến mấy, khôn lanh đến cỡ nào, thần thông có cao đến đâu, vân vân, cũng không thoát ra ngoài nhân quả ở thế giới này được. Đức Phật có dạy người có thần thông như sau: trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật có ông Mục Kiền Liên là người có thần thông bậc nhất. Ông muốn lên cõi trời nào cũng được, xuống tầng địa ngục tận cùng cũng rất dễ. Vì ông có thần thông tuyệt đỉnh như vậy nên ông không tin là nhân quả cao hơn thần thông của ông. Nên khi hoàng tộc của Đức Phật bị nhân quả phải trả, ông có trình hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, hoàng tộc của Đức Thế Tôn bị người khác giết hại như vậy, sao Đức Thế Tôn không cứu hoàng tộc mình? Đức Phật nói với ông rằng: này ông Mục Kiền Liên, luật nhân quả nơi thế giới này không ai phá vỡ được, kể cả Như Lai. Như Lai cũng cho ông biết, vì gia đình của Như Lai bị nhân quả phải trả nên Như Lai đành đứng nhìn. Ông Mục Kiền Liên không tin nhân quả có lực mạnh hơn thần thông của ông, nên ông có trình với Đức Phật cho phép ông sử dụng thần thông để đem hoàng tộc của Như Lai lên núi cao để tránh nạn. Đức Phật ngăn ông hoài, không cho ông sử dụng thần thông để cứu hoàng tộc của Như Lai. Đợi khi Như Lai vào tỉnh thất nghỉ, ông mới sử dụng thần thông hóa thành là một cái nhà. Mọi người trong hoàng tộc thấy cái nhà tự nhiên xuất hiện, tưởng rằng Đức Phật quá nhà để cứu họ. Khi mọi người vào trong nhà ếch, cái nhà tự nhiên bay lên núi. Ông Mục Kiền Liên bay lên mở cửa nhà ra, không ngờ những người trong nhà đều chết hết. Đức Phật xuất hiện và nói với ông: Như Lai đã nói với ông rồi, nhân quả nơi thế giới này không có ai phá vỡ được. Ông không tin, Như Lai cũng cho ông biết, ông sử dụng thần thông lần này là vi phạm luật nhân quả rồi đó. Kể từ nay ông không còn sử dụng thần thông được như trước nữa. Đức Phật vừa dạy ông Mục Kiền Liên xong, Đức Phật xuống tỉnh thất. Ông Mục Kiền Liên ở trên núi một giờ sau dụng thần thông để bay xuống núi, nhưng ông dụng công hoài mà không được.
nên đành đi bộ xuống núi bằng hai chân của mình. Khi ông xuống núi đến gặp Đức Phật, trình diệt ông bị mất thần thông của mình. Đức Phật dạy ông, đây là nhân quả ông phải trả, không phải hết đâu. Khi mà nhiều người biết ông đã mất thần thông, họ tìm cách đánh cho ông chết để họ trả thù ông, khi ông còn thần thông ngăn cản chuyện làm của người khác. Quả thật như vậy, sau này ông Mục Kiền Liên bị những người trước kia tranh giành và đánh lộn với nhau, vì ông Mục Kiền Liên sử dụng thần thông ngăn cản. Nay ông không còn thần thông nữa, nên họ trêu chọc và đánh ông cho đến chết. Câu 3, thanh tịnh mà tập cho nó thanh tịnh. Là cái thanh tịnh tập được đó, Đức Phật bảo quăng xong cho rồi. Vì sao Như Lai nói như vậy? Vì cái thanh tịnh nó là tự nhiên. Người tu theo Thiền Tông phải hiểu hai phần. Một, nhận ra được tánh Phật, sống với tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh. Hai, sống với tánh người là phải suy nghĩ lăng xăng, không thanh tịnh được. Phần này các vị tu theo pháp môn tiểu thừa, họ không biết chỗ cao sâu này, nên họ sử dụng thân và tâm duyên hợp, dụng công tu 37 pháp, quán, tưởng, sát, dẹp, diệt, cầu mong, vân vân. Đức Phật bảo, sử dụng thân và tâm duyên hợp tu để thành Phật. Các ông lấy cát nấu để thành cơm vậy. Vì nhiều vị không biết, nên đứng trước đại chúng quên quang nói rằng, nhập thất tu 3 tháng sẽ lòi ra Phật tánh, ngồi thiền niệm mật sẽ lòi ra Phật tánh, lại quên thân mạng sẽ lòi ra Phật tánh. Đức Phật nói, các ông đừng lừa người mà phải bị làm qua báo đó. Câu 4, muốn thấy biết dòng điện từ âm dương thì phải dụng công tu hành, thành tựu hai phần như sau. Một, tu chứng thiên nhãn thông. Hai, tu chứng quả vị A-la-hán. Còn người bình thường muốn thấy được dòng điện từ âm dương thì phải thực hiện như sau. Một, mua một cái đo điện tâm đồ, lấy kẹp của máy kẹp vào cổ tay và chân, gắn vô ngực, cho máy chạy thì nhìn thấy được dòng điện từ âm dương này. Hai, mua máy nghe nhịp tim, nghe như sau. A, nghe tiếng tắt là tiếng của điện từ âm. B, nghe tiếng bum là tiếng của điện từ dương. 3, học tuần hoàn cơ thể học, đặt ống nghe vào động mạch. A, nghe mạch máu đập mạnh là do điện từ dương tống máu đi nuôi khắp châu thân. B, nghe máu chảy êm là do điện từ âm hút máu trở về tim. Câu 5, ý không suy nghĩ, rỗng lặng, hằng tri là ý thanh tịnh. Cái ý thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri này là không thiện, không ác. Ví dụ, thấy người khác làm thiện, mình vẫn tự nhiên biết họ đang tạo nghiệp thiện. Thấy người khác sát hại ai đó, hoặc con gì đó, hay làm khổ người khác, mình vẫn tự nhiên biết là người đó đang tạo nghiệp ác. Mình vẫn biết, nhưng cái biết trong thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Nếu muốn can thiệp vào chỗ người khác đang làm ác này, thì mình phải là người như sau mới dám can thiệp vào được. A, tâm duyên hợp của mình phải thực sự thanh tịnh. B, sử dụng tâm thanh tịnh này khuyên can người làm ác này, thì người ác tự nhiên bỏ chuyện làm ác của họ. C, còn tâm của mình chưa được như vậy thì đừng xen vào, nếu xen vào là mang họa vào thân. Câu 6, ứng dụng nhất từ thiền trong cuộc sống hàng ngày như sau. 1, trước mình chưa biết tu thiền tông, nghe ai nói chỗ nào linh thiêng cũng tìm đến cầu xin khẩn lại. 2, nghe ông thầy có danh tiếng, đến lại ông ta để khoe mình là người đến gặp ông thầy danh tiếng này, rồi xin làm đệ tử của ông ta. Mục đích chánh của mình là nương danh ông thầy này để lấy danh với thiên hạ. 3, người tu hiện nay phần nhiều là để kiếm danh và lợi, chứ chưa thấy có vị nào
đứng ra dạy cho người khác giác ngộ và giải thoát cả. 4. Nay biết tu thiền tông rồi thì nhất tự thiền áp dụng như sau. A. Ba phần nói trên phải tìm hiểu cho rõ, phải buông những cái tin liền, phải tìm hiểu thật kỹ có đúng hay sai. B. Đặc biệt mình phải buông những ông thầy lừa người. Những ông thầy lừa người này, ông ta nói như sau: tôi nhập thất 3 tháng là tôi biết tất cả. Đức Phật dạy: ông này là kẻ đại lừa gạt đó, hãy tức khắc buông ông ta ra. 5. Ứng dụng nhất tự thiền. A. Trước kia ai nói gì không liên quan đến mình cũng xen vào. B. Những việc người khác làm không liên quan đến mình cũng góp ý vào. Người xung quanh nói mình là người nhiều chuyện. C. Nay biết tu thiền tông rồi, đem nhất tự thiền ra áp dụng như sau: không xen vào chuyện của người khác. Mình làm việc cứ thanh tịnh mà làm, chỉ chú ý việc làm của mình là phải. Lấy 4 câu sau đây của Đức Phật dạy ra áp dụng: chỉ cần bỏ chuyện thế gian, những chuyện người khác không màng đến chi, tâm ta thanh tịnh một khi, rơi vào vệ tánh chính đây cội nguồn. Câu 7. Câu nghiệp chướng bổn lai không này, người nào đạt được bí mật thiền tông trở lên, hoặc người này tu tập không dính mắc vào chuyện thế gian, thì người này mới áp dụng câu này được. Vì sao họ áp dụng được? Vì tâm của họ đã vô trụ với tác động bên ngoài nên họ áp dụng được. Nếu trước kia họ có gây tội ác gì, hôm nay họ tu theo thiền tông đã đạt được bí mật thiền tông rồi hoặc cao hơn, thì những tiếng của người khác chửi họ, họ không bị dính mắc. Trước kia họ có gây nghiệp, nay họ biết tu thanh tịnh thiền, buông được tất cả. Vì vậy những nghiệp chướng trước kia họ làm ra, nay có đến với họ, họ cũng không dính mắc, thì họ thấy nghiệp chướng này coi như là không với họ vậy. Họ được như vậy nên họ mới dám nói nghiệp chướng bổn lai không. Còn người nào đụng cái gì cũng dính mà nói câu này thì tai họa bị gia tăng đối với người đó. Câu 8. Phật tử thiền tông nói: thần chú có lợi lạc chúng sanh. Đem tiếng chúng sanh áp dụng vào câu này bị sai. Sai chỗ nào? Sai ở chỗ câu thần chú có 3 loại căn bản. 1. Câu thần chú thủ lăng nghiêm để trừ tà. 2. Câu thần chú đại bi để giúp người niệm an vui. 3. Câu thần chú dược sư để trị bệnh thân tứ đại. Nói tóm lại, câu thần chú chỉ giúp cho một phần người nào đó thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người. Còn chữ chúng sanh là nói tất cả sinh vật trong tam giới này, từ các cõi trời đến tận 18 tầng địa ngục. Sai là chỗ Phật tử thiền tông nói gộp tất cả vậy. Điều kiện câu thần chú tác động được với người nào đó thì người đó phải ở tần số điện từ âm dương ngang bằng với cái lực bổ ra của điện từ âm dương của câu thần chú này. Còn người nào không có tần số ngang bằng thì không cảm nhận được. Câu 9. Người đạt được bí mật thiền tông có 2 dạng. Dạng 1, tự mình đạt được bí mật thiền tông, tự tu, tự chứng, tự mình giải thoát, tự viết ra những sự cảm nhận và hiểu biết của mình để lưu lại cho người sau biết, không cần làm kệ. Dạng 2, còn người đạt được bí mật thiền tông muốn đứng ra giúp người khác, thì người này bắt buộc phải có ít nhất 12 câu kệ trở lên, nói lên chỗ đạt được bí mật thiền tông của mình. Đây là quy định của Đức Phật dạy trong quyền ký của Ngài. Vì nào muốn truyền bí mật thiền tông thì phải nghiêm chỉnh thực hiện. Sau này tiến cao hơn nữa là phong thiền tông sư hay thiền tông gia, để được danh chánh ngôn thuận làm việc theo quy luật của thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Người tu theo đạo của Như Lai không biết pháp môn thiền tông là tu làm sao, vì thấy pháp môn thiền tông này quá cao quý, nhiều người thích. Vì vậy có nhiều thầy bịa ra nói: vào thất dụng công tu hành 3 tháng thấy được thánh Phật của chính thầy ta.
rồi tự tuyên bố mình là thiền sư, dụ nhiều người khờ khạo đến lại và cúng tiền. Khi được danh lớn rồi, tự nhiên có người bỏ tiền ra mời mình đi du lịch. Đã không tốn tiền mà còn được người bỏ tiền ra đó suy tôn là tôn sư nữa. Cái bệnh của con người là nghe ai nói gì cũng tin, không chịu kiểm chứng. Vì vậy Đức Phật bảo mình là kẻ đáng thương là vậy. Đức Phật dạy rõ nhân quả vật lý âm dương nơi thế giới này, lừa người ngu khờ thì được, chứ lừa nhân quả làm sao được. Người nào cố tình làm như vậy, tự mình mở con đường quả báo để đi vào. Mà trước khi đi vào con đường này, đầu tiên mình phải tập sống như thực vật trước đã, để từ từ thích nghi với đời sống thực vật một thời gian dài thì mới sống lâu dài với các loài này được. Câu 10. Những hiện tượng nhận điển quang, mượn sát để dạy chúng sanh tu hành mà người ta thường dùng danh từ vô vi, bề trên về dạy dỗ chúng sanh đời mạt pháp này, những việc đó Phật và Bồ Tát có làm như vậy không? Những hiện tượng đó ai làm ra? Thành phần nào trong tâm giới này làm? Đáp: muốn hiểu hiện tượng điển quang, vô vi, bề trên, mượn sát thì phải hiểu như sau. Một, điển quang. A, trong Phật giới thì có điện từ quang để làm sự sống cho Phật tánh, chư Phật và công dụng cho nhiều thứ khác. B, trong càn khôn vũ trụ và tam giới thì có điện từ âm dương bảo quản, luân chuyển để càn khôn vũ trụ, tam giới, hai thế giới này được tồn tại. C, điện từ âm dương có công dụng là phát ra ánh sáng, tức phát quang. D, còn ai đó nói sử dụng điển quang để dạy đạo, vậy vị đó là ai trong tam giới này? Trả lời: trong tam giới có các loài trời, tiên, con chiên, không đến với loài người được. Vì sao vậy? Vì tần số điện từ âm dương của các loài này rất dương, nên không vào thế giới loài người được. Như vậy, người mượn điển quang này là ai? Tìm hiểu như ở đây thì sẽ biết người ấy là ai. Loài thần có thần thông nên mượn ánh sáng điển quang này được. Nhưng những vị thần không biết giác ngộ là gì thì làm sao giải thoát cho loài người được. Nhưng những vị thần làm cho loài người vui được, họ chỉ làm được như sau. Họ nương điển quang, gửi ít thần thông vào điển quang này, bổ vào thân của những người ham thích. Nhờ vậy, người này được an vui một thời gian ngắn rồi hết. Khi người nhận được an vui này, muốn có an vui tiếp thì phải làm hai việc như sau. Một, lập bàn thờ, thờ vị thần này. Hai, ngày nào cũng cúng cho vị thần này ăn. Hai, vô vi. Đây là biến chuyển của vật lý. Nhiều người mượn sự biến chuyển của vật lý này nói với những người kém hiểu biết, để những người này tin là có thần hay thánh ban phước. Mục đích của những người này là dụ người khờ đến cầu lại để cúng tiền cho vị thần hay vị thánh này. Nhưng vị thần hay thánh này đâu có xài tiền, mà những người bịa ra đó họ xài. Biến chuyển vật lý nó là như vậy. Chứ vô vi cái gì? Danh từ vô vi là nói với những người kém học thức, chứ nói với những vị có học vấn cao họ cười cho. Ba, bề trên. Đây là sản phẩm của người có đầu khôn lanh, lường gạt những người ngu khờ, cũng để kiếm tiền chứ không ngoài gì khác. Bốn, mượn sát. Đây là chuyện của những ông đạo lừa người khờ khạo. Như một, sư giải bán khoai, dạy đạo ru ngủ lòng người, chứ đâu có dạy đạo giải thoát. Hai, Phật thầy Thái An cũng vậy. Ba, đạo dừa cũng thế thôi. Và rất nhiều vị khác cũng vậy. Thậm chí người tu theo đạo giải thoát mà còn không biết giải thoát là gì, cũng vì ham danh mê tiền, xưng mình là thiền sư, để dụ nhiều người đến lại họ cúng tiền cho xài. Đệ tử chính thống của Phật mà còn làm vậy, huống chi là người ngoài đời. Nói tóm lại, loài người sống nơi thế giới này là sống bằng vật chất. Vì vậy họ nói và làm bất cứ thứ gì, miễn là có tiền là được.
Còn chuyện giác ngộ và giải thoát không ai dám làm cả, trừ khi người nào đó dám thực hiện giống như Thái tử Tất Đạt Đa ở nước Ấn Độ ngày xưa. Còn ở Việt Nam phải thực hiện giống như Đức Vua Trần Nhân Tông thì người này mới dám tuyên bố mình tu theo đạo giác ngộ và giải thoát. Câu 11. Phật tánh không cần nhận ra, mà chỉ cần học biết Phật tánh là bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh. Không dính với trần cảnh, đó là Phật tánh. Còn dính với trần cảnh là tánh của con người. Và dưới giúp đỡ của tánh Phật và tánh người phải hiểu như sau. Một, tánh Phật duy nhất chỉ giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát, đi vượt ra ngoài sức hút của vật lý âm dương. Chứ Đức Phật không giúp ai hướng thượng hay làm từ thiện cả. Hai, tánh người khuyên người khác làm từ thiện, ăn ở hiền lành, làm những chuyện tốt, không vi phạm pháp luật, vân vân. Câu 12. Tánh Phật là nghe, thấy, nói, biết trong thanh tịnh. Tánh người là phải quấy, hơn thua, tốt xấu, vân vân. Câu 13. Tánh người không cần nhận ra để biết, mà chỉ cần học để biết thôi. Còn 84.000 cái bong bóng ảo giác đó được tạo ra như sau. Điện âm bóp của quả tim co lại để đẩy máu lưu thông đi khắp châu thân. Điện dương kéo quả tim mở ra để hút máu khắp châu thân về quả tim. Khi quả tim co nở như vậy, máu trong quả tim nổi ra những bong bóng. Những cái bong bóng này là do màu sắc của điện từ âm dương bao phủ lên thành quả ảo giác. Mà tánh thấy của Phật tánh thấy xuất phát từ trung tâm não bộ phát ra, phải xuyên qua tim, người Trung Quốc gọi là tâm. Vì tánh thấy này phải xuyên qua tâm, trong tâm này là một khối bong bóng lao sao. Chính cái bong bóng lao sao này nó tạo ra những thứ ảo giác. Vì vậy tánh thấy của tánh Phật không còn trung thực được nữa. Vì không biết đâu là chân thật, nên con người phải đem ra cái tưởng để tưởng tượng. Vì chỗ tưởng tượng này mà mỗi người tưởng tượng ra mỗi cách, giống như năm anh mù rời do vậy, nhưng ai cũng cho mình là đúng cả. Đức Phật dạy, ai muốn biết được sự thật thì phải tu tập thanh tịnh thiền. Khi nào được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi thì tự mình biết, không cần ai chỉ phần này cả. Câu 14. Muốn hàm tri thì tập cho tâm vật lý đừng dính vào cảnh. Khi nào tâm và cảnh không dính nhau là thấy hàm tri ngay. Câu 15. Vỏ bọc tánh người không thuần phục nó được, mà chỉ cần tạo ra thật nhiều công đức để số công đức này lưu vào vỏ bọc của tánh Phật. Khi trong vỏ bọc của tánh Phật có nhiều công đức rồi thì tánh người tự động nhả tánh Phật ra. Lúc này tánh Phật được tự tại, muốn vào Phật giới cũng được, hay ở tự do trong tánh người để giúp nhiều người khác giải thoát cũng được. Câu 16. Phật lớn, Phật vừa hay Phật nhỏ là do số công đức của vị Phật đó khi còn sống nơi thế giới loài người tạo ra. Như tạo công đức vô lượng thì ngôi nhà pháp thân thanh tịnh của vị này được thật lớn theo số công đức của vị Phật ấy tạo ra. Cũng từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này định hình ra một vị Phật vừa với ngôi nhà pháp thân thanh tịnh của vị Phật ấy. Vì chỗ sai biệt công đức này nên vị Phật có lớn hay nhỏ là vậy. Câu 17. Không tập như thế nào cả mà chỉ học hỏi để biết như sau. Một, tánh Phật là thấy, nghe, nói, biết thanh tịnh. Hai, tánh người là thấy, nghe, nói, biết dính với trần cảnh. Hãy nghe lời của Như Lai dạy. Phật tánh thanh tịnh thấy nghe, thấy nghe như vậy không bè trầm lung, thấy nghe như vậy là dừng. Phật tánh hiển lộ không mừng không vui. Tánh người 16 cái tôi dính cứng cần cảnh luân hồi kéo đi. Thiền thanh Phật dạy để chi, không dính không mắc không đi luân hồi. Như Lai chỉ dạy chữ thôi, thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta. Thiền thanh của Phật Thích Ca là thiền một chữ thoát ra luân hồi.
Câu 18: thiện ác là do cái tưởng của tánh người, do tánh Phật sử dụng mà có. Đây là quy luật tự nhiên nơi thế giới này. Cũng vì cái tưởng này nên con người phải làm theo luân chuyển của vật lý. Do đó, một, người tu hành muốn tìm ra Phật tánh, họ phải tưởng tượng. A. Nhập thất dụng công tu hành cho lòi ra Phật tánh. B. Lên non dụng công tu hành cho lòi ra Phật tánh. C. Dụng công tọa thiền ép cho tâm thanh tịnh để Phật tánh hiển lộ, nhân dân. Khi dụng công tu hành, tất nhiên những hiện tượng vật lý hiển lộ ra, rồi nói là đắc đạo, đi lường gạt người này người kia để kiếm danh và tiền. Đây là tánh của con người vậy. Ví dụ, tánh người khi thấy hay nghe liền tưởng nên phân biệt. Tiếp theo đó là nói đúng hay sai. Đúng sai là của luân chuyển nơi thế giới này, gọi là đúng sai trong đối đãi, không đúng lẽ thật được. Tánh Phật hằng thấy, nghe, nói và biết. Cái biết này là tự nhiên biết, nên gọi là cái biết chân như thanh tịnh, mà con người gọi là tánh Phật biết. Câu 19: bi trí dũng là do cái tánh của con người tưởng tượng ra, chứ trong Phật tánh không có ba thứ này. Trong Phật tánh chỉ có bốn thứ là hằng thấy, nghe, nói và biết thôi. Câu 20: luật nhân quả luân hồi nơi thế gian này có tất cả là sáu đường, chia ra hai chiều dương và âm. Dương có một đường và bốn ngã rẽ. Ngã một là đi vào 11 cõi trời vô sắc. Ngã hai là đi vào 11 cõi trời hữu sắc. Ngã ba là đi vào 6 nước cực lạc. Ngã tư là đi vào 11 cõi trời dục giới. Âm là nơi địa cầu này có 5 lối vào. Lối 1 vào các loài thần. Lối 2 vào các loài người. Lối 3 vào các loài ngạ quỷ. Lối 4 vào các loài súc sanh. Lối 5 vào 18 tầng địa ngục. Câu 21: hiện tượng điển quang của thiên nhiên. Câu này phải hỏi như sau: hiện tượng cái dụng của điện từ âm dương nơi thế giới này hiểu biết theo thiền tông như thế nào? Theo thiền tông, những hiện tượng xảy ra do điện từ âm dương, đây gọi là biến chuyển của vật lý. Mà cái chánh của biến chuyển vật lý là do điện từ âm dương luân chuyển kéo tứ đại biến chuyển theo, tạo ra những hiện tượng lạ. Nhờ vậy, loài thần nương theo chỗ biến chuyển này nói chỗ hiểu biết của loài thần. Người nào nghe được loài thần nói thì người đó phải có tần số điện từ dương gần ngang bằng với loài thần thì mới nghe được. Câu 22: nhờ cái dụng của điện từ âm dương này nên các vị thần nương ánh sáng gửi tiếng nói của họ đến cho loài người nghe. Những người nghe được tiếng nói này là những người có tần số điện từ dương gần ngang bằng với tần số của những vị thần. Những vị thần làm được hai phần như sau: một là họ nhìn thấy tương lai gần của cá nhân hay của một vùng đất nào đó; hai là họ rất rành các kinh nói trong luân hồi của vật lý, nhất là các kinh tiểu thừa và trung thừa. Giáo thiền tông thì hoàn toàn họ không biết được. Vì sao vậy? Vì tần số của thiền tông là cực dương, tức cực mạnh, nên họ không dám lại gần, cho nói chi là học hỏi. Câu 23: muốn tánh người nhả tánh Phật ra, duy nhất là tạo ra công đức để lưu vào vỏ bọc của tánh Phật. Ít thì tánh người thả lỏng tánh Phật ra, còn nhiều và vô lượng thì tánh Phật được tự tại, tức tự do. Lúc này tánh Phật làm chủ được vỏ bọc tánh người và sử dụng tánh người làm công cụ cho tánh Phật tạm thời sử dụng. Hay nói cho chính xác, tánh Phật sử dụng vỏ bọc và tứ đại của tánh người làm phương tiện để tánh Phật làm việc, giúp cho loài người ai muốn giải thoát hãy đến với tánh Phật núp trong tánh phàm phu này mà học đạo giải thoát. Đức Phật dạy rất kỹ người phàm phu này: vị phàm phu nào được tánh Phật nương vào không cho ai biết, nếu cho ai biết thì tánh Phật liền bỏ tánh phàm phu này ngay. Còn hậu quả như thế nào Như Lai không nói. Vì vậy, người phàm phu nào được may mắn như vậy tự lo liệu lấy.
Còn về tạo ra công đức, duy nhất chỉ có một cách thôi, không có phương cách nào thay thế được. Sở dĩ từ xưa đến nay có nhiều vị dạy cho loài người giải thoát là vì họ cũng có nhiệt tình, nhưng vì họ không biết được công thức giải thoát của Thiền Tông nên họ tưởng tượng ra dạy con người, vì không biết nên họ dạy sai. Câu 24, Thiền Tông không có tinh thần, không lý luận, không dung hòa và cũng không bình đẳng. Mà mục đích của Thiền Tông Đức Phật dạy ra có hai mục đích chánh. Một là vị nào muốn giải thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của thế giới vật lý âm dương này thì phải biết hai phần như sau. Một, trực nhận một trong bốn thứ của tánh Phật và luôn sống với một trong bốn thứ tánh Phật ấy. Khi thuần thục, dòng quét điện từ âm dương không quét được. Được như vậy, Phật tánh được tự tại rồi đó, chưa rơi vào trung tâm vận hành luân hồi được. Vì sao vậy? Vì vỏ bọc tánh Phật chưa tạo được lực rơi. Tạo ra lực rơi bằng cách nào? Bằng cách là phải tạo ra công đức để cho vỏ bọc tánh Phật nặng mà rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, để từ đây tánh Phật nhìn thấy được sáu cửa luân hồi và hai cửa hải triều âm và hải triều dương. Công dụng của các cửa như sau. Một, sáu cửa luân hồi đi sáu nẻo trong tam giới này. Hai, cửa hải triều âm là nơi trước kia tánh Phật đã bị hút vào. Ba, cửa hải triều dương là cửa đẩy tánh Phật sẽ trở về bể tánh thanh tịnh, là nơi thế giới mười phương chư Phật sống, quý ngài gọi là Phật giới. Hai, sử dụng thân và tâm dương hợp của vật lý thì mãi mãi đi trong lục đạo luân hồi. Ở trong thế giới vật lý âm dương này, dù có nói giỏi giảng kinh hay đến cỡ nào, dụng công ngồi thiền 1000 năm hay lâu vạn lần đi nữa, xưng mình là ông thần bà thánh hay cao hơn, chỉ là làm việc trong thế giới nhân quả này để khoe cùng thiên hạ, để kiếm danh và tiền, chứ không ngoài gì khác. Đức Phật có dạy: ngày xưa ngài Trí Thông Trí Thắng dụng công ngồi thiền ở đạo tràng đến 10 tiểu kiếp mà Phật tánh cũng không hiển lộ. Đợi đến khi Đức Phật tỳ khí chỉ dạy ngài có 5 phút thôi mà ngài nhận ra Phật tánh của chính ngài. Ngày nay có ai ngồi thiền bằng ngài Trí Thông Trí Thắng không, mà không chịu rút kinh nghiệm của ngài, học lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này để nhận ra Phật tánh của chính mình. Câu 25, Thiền Tông không có từ bi, hỷ xả, mà duy nhất là dạy cho người nào muốn giải thoát. Còn người không muốn, Đức Phật không năn nỉ. Vì vậy trong Thiền Tông không có danh từ từ bi, hỷ xả. Câu 26, Thiền Tông không có bi, trí, dũng. Bi, trí, dũng là của những vị tu hành có hơn thua. Đem bi, trí, dũng ra để thực hành có 3 việc. Một là ta là người từ bi, ai muốn giúp gì lại ta giúp cho, nhưng phải biết điều với ta. Hai là ta làm người có trí thật cao, ai muốn học hỏi gì lại ta dạy cho, nhưng phải hiểu nguyên tắc vật lý. Ba là ta là người dũng mãnh, không ai phá được, người nào muốn học lại đây ta dạy cho, nhưng phải biết căn bản sự sống nơi thế giới này. Câu 27, trả lời về trung ấm thân. Muốn hiểu trung ấm thân của con người thì phải hiểu toàn bộ trong càn khôn vũ trụ này thì mới hiểu nguyên nhân có trung ấm thân được. Càn khôn vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm 2 nơi rõ rệt. Nơi thứ nhất, bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là Phật giới. Trong Phật giới có căn bản 4 thứ. Một, tánh Phật. Tánh Phật này có hàng hà sa số cá thể, không thể sử dụng con tính của loài người nơi thế giới này mà tính ra hết được. Trong mỗi tánh Phật có cái ý. Cái ý này nó hằng thấy, nghe, nói, biết. Hai, nơi có hàng hà sa số những gì Phật sống, con số quá nhiều như vậy, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là thế giới mười phương chư Phật. Ba, có điện tử quang trùng khắp. Điện tử quang này có công dụng như sau: làm vỏ bọc cho mỗi tánh Phật, định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cho mỗi vị Phật.
tạo ra một kim thân Phật, chuyên chở thấy nghe nói biết của cái ý trong tánh Phật đi xa và thu gần lại, làm sự sống cho mỗi tánh Phật. Tồn tại của Phật giới là nhờ điện từ quang này. Nơi thứ hai, tam giới. Trong một tam giới có một trung tâm và bốn vùng. Trung tâm gọi là trung tâm sưởi ấm, do một hành tinh lửa làm trung tâm, mà loài người gọi là mặt trời. Mặt trời này làm trung tâm, là nơi sưởi ấm cho bốn vùng như dưới đây. Vùng một có sáu hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, gọi là địa cầu. Vùng hai có mười hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương, có năm màu sắc thật đậm, gọi là cõi trời dục giới. Một hành tinh cũng cấu tạo bằng năm màu sắc điện từ âm dương rất đậm, hành tinh này gọi là cõi trời thượng đế hay ngọc hoàng. Vì sao gọi như vậy? Vì những vị trời sống ở hành tinh này phân chia ra làm bốn giai cấp. Một, giai cấp thống trị, gọi là giai cấp trong dòng tộc của chúa trời. Hai, giai cấp phụ tá chúa trời. Ba, giai cấp đại diện chúa trời. Bốn, giai cấp con chiên. Vì cõi trời này có bốn giai cấp như vậy, nên những vị trời sống ở cõi trời thượng đế này có lập ra 12 ban thánh. Mỗi vị thánh phụ trách một ban để điều hành ban mình. Trong 12 ban thánh này có hai ban đặc biệt. Một, ban phụ trách kỷ luật của cõi trời này. Hai, ban phụ trách an ninh cõi trời này. Hai ban này thi hành rất nghiêm nhiệm vụ của mình. Vì vậy tất cả những vị trời sống ở hành tinh này phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật ở cõi trời này. Dùng 3 trên 1 có 11 hành tinh gọi là cõi trời hữu sắc. Dùng 3 trên 2 có 6 hành tinh gọi là lục bất tịnh độ. Dùng 4 có 11 hành tinh gọi là cõi trời vô sắc. Bốn dùng này xem trong quyển sách trắng Thiền Tông có nêu rất rõ ràng. Trước khi biết mình hành thành ra trung ứng thân thì phải hiểu đầu đuôi như sau. Đầu tiên, tánh Phật ở trong bể tánh thân tịnh Phật tánh. Nhìn xuyên qua cái bức tường ngăn cách giữa bể tánh thân tịnh Phật tánh và một tam giới. Bức tường này cấu tạo bằng điện từ cực dương, tức cực mạnh, để không cho các tam giới có khoảng cách an toàn. Điện từ cực dương nó rất trong suốt. Tuy trong suốt nhưng ngăn cách giữa bể tánh thanh tịnh của Phật giới và tam giới, không cho bất cứ thứ xâm nhập hay thoát ra được. Tánh Phật nhìn thấy trong tam giới có rất nhiều loài sinh sống, nên lần theo chung quanh cái bức tường này. Khi vừa đến lỗ hút âm, tánh Phật bị hút vào cái lỗ hút này. Tánh Phật nghe tiếng rít rất lớn, nên gọi là cửa hải triệu âm. Tánh Phật vừa qua cái lỗ hút âm này, bị lực hút đẩy ly tâm nên dâng vào thế giới loài người. Vào thế giới loài người, tánh Phật biết mình đang ở trong thế giới loài người, nên lần mò tìm đường để trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới. Tánh Phật cứ lần mò đi tìm cửa ra, nhưng tìm hoài không được. Vì sao vậy? Vì tánh Phật hiện đang ở trong vòng vét của điện từ âm dương, nên không thấy được cửa ra. Vì không thấy cửa ra nên tánh Phật cứ lang thang tìm hoài. Bất ngờ tánh Phật thấy đôi nam nữ đang giao hợp lại gần xem. Bất ngờ thứ hai, tánh Phật bị luồng điện từ âm dương của đôi nam nữ này hút vào cửa âm của người nữ và rơi vào tử cung của người nữ ngủ trong đó. Đến 9 tháng 10 ngày sau, tánh Phật được đưa ra ngoài tử cung của người nữ. Khi tánh Phật được đưa ra ngoài phải qua một cái cửa rất hẹp. Vì vậy tánh Phật bị động, nên tánh Phật phải la lên làm ba cái tánh: thấy, nghe và biết thức dậy. Bây giờ tánh Phật không thấy, nghe, nói, biết gì nữa, mà chỉ biết đang ở trong thân của một con người nhỏ. Trong thân của con người nhỏ này có sáu nơi tiếp xúc được với bên ngoài, để tánh Phật thấy, nghe, nói và biết như: một, có hai con mắt để tánh Phật thấy bên ngoài. Hai, có hai lỗ tai để tánh Phật nghe tiếng từ bên ngoài vang vọng đến. Ba, có một lỗ miệng để tánh Phật muốn phát ra tiếng có nơi phát ra. Bốn, có thân tứ đại của con người để tánh Phật xúc chạm biết bên ngoài. Vì thân tứ đại của con người có thêm hai lỗ mũi, nên mùi hôi hay thơm từ bên ngoài ba vào, hai lỗ mũi đều biết. Vì sao hai lỗ mũi đều biết?
Vì tại hai lỗ mũi này có các dây thần kinh tiếp xúc với trung tâm não bộ, mà trung tâm não bộ là nơi nhận biết tất cả những sự việc bên ngoài tác động vào. Cái gì biết? Là Thánh Phật biết. Vì sao Thánh Phật biết? Vì Thánh Phật hiện là sự sống của thân của con người, nên cái gì tác động vào thân người Thánh Phật đều biết cả. Thánh Phật là tánh thanh tịnh và biết tất cả. Sao không biết đường thoát ra ngoài thân con người để trở về về tánh thanh tịnh Phật tánh, mà thấy, nghe, nói và biết đều bị sai như vậy? Đến phần này, câu hỏi thứ 27 này sẽ được giải bài rõ ràng. Câu trả lời thứ 27 này như sau. Trong tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Ngoài 16 thứ căn bản của tánh người nói trên, mỗi thứ hoạt động được là nhờ luồng điện từ âm dương dẫn máu đi xuyên qua các nơi này. Mà máu đi qua các nơi này, nó nổi lên những cái bong bóng máu. Vì cái bong bóng máu này mà thấy, nghe, nói và biết của Thánh Phật bị xa lệch, không còn trung thực nữa. Vì Thánh Phật thấy, nghe, nói, biết không còn trung thực, nên phải sử dụng cái tưởng của tánh người tưởng tượng ra để biết đường trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới. Vì là tưởng tượng nên thấy, nghe, nói và biết không thể nào đúng được. Không đúng, cho là đúng, nên Thánh Phật đem cái thọ của tánh người ra nhận lấy, đem vào cất giữ. Cất giữ ở đâu? Bắt buộc phải tạo ra cái kho để lưu giữ. Cái kho này gọi là tàng thức, tức cái kho hiểu biết. Cái kho tàng thức này cấu tạo bằng gì? Bằng những sợi dây điện từ âm dương. Vì vậy cái kho này nó liên tục hoạt động. Tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người tưởng tượng ra, thấy, nghe, nói, biết, đem vào kho tàng thức này. Khi nhập vào kho, tánh Phật phải sử dụng cái hành của tánh người đem vào kho, gọi là nhập vào kho tàng thức. Tánh Phật muốn nhớ lại những gì mà tánh Phật đem vào kho tàng thức, thì tánh Phật phải sử dụng cái hành của tánh người kéo ra để nhớ, gọi là xuất ngoại kho tàng thức. Những thứ trong kho tàng thức này nó cứ di chuyển liên tục như vậy, nên vô bọc tánh người bị lão hóa, tức già đi, nên vô bọc tánh người không kiềm giữ nổi nữa cái kho tàng thức này, nên phải buông cái kho tàng thức này ra. Khi vô bọc tánh người vừa buông cái kho tàng thức này ra, nó bị lực hút nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. Cái kho tàng thức này phải luân chuyển theo dòng luân hồi, nên cái kho này biến thành là trung ấm thân. Vì sao gọi như vậy? Vì cái kho tàng thức này nó đang mang một khối nghiệp thiện giả, mà khối nghiệp thiện giả này là do tánh Phật sử dụng tánh người để tưởng tượng ra. Do đó tánh Phật phải theo nghiệp tưởng tượng của tánh Phật mà nhận quả tốt hoặc xấu. Nguyên do như vậy nên mới có tên gọi là trung ấm thân. Đoạn trên đây là trả lời hết từ 1 đến 3, còn số 4 là tồn tại của trung ấm thân là bao lâu? Trả lời: khi nào tánh Phật trở về bể tánh tịnh Phật tánh thì có vỏ bọc trung ấm thân này như sau. Nếu trong vỏ bọc trung ấm thân này không có nghiệp phước thiện và nghiệp ác đức thì vỏ bọc trung ấm thân này tự mất, tức dòng điện từ âm dương nó tự trở về ngôi vị của nó, không còn là trung ấm thân nữa. Giống như bão vậy, khi đủ duyên hợp thì không khí xoay cuốn thành bão, khi hết lực xoay cuốn thì không khí trở về ngôi vị của không khí vậy. Còn trong vỏ bọc trung ấm thân này, nếu còn a nghiệp phước thiện thì vỏ bọc trung ấm thân được hút vào các cõi lành để hưởng nghiệp phước, b nghiệp ác thì vỏ bọc trung ấm thân này nó bị hút vào các tầng âm để thọ nhận nhân quả do tánh Phật sử dụng tánh người tạo ra, c còn không tạo nghiệp phước thiện hay nghiệp ác đức thì trung ấm thân này cứ lẫn quẩn trong dòng tộc để trả nhân quả với nhau trong dòng tộc thôi. Năm, về phần nhiệm vụ của trung ấm thân, trung ấm thân không có nhiệm vụ gì cả.
mà trung thân chỉ là sản phẩm do tánh Phật tạo ra để kéo tánh Phật đi trong lục đạo luân hồi. Chỉ có như vậy thôi. Xin nói rõ hơn, tánh Phật tự tạo ra dòng luân hồi cho tánh Phật thôi, chứ không ai can thiệp vào đây cả. Nói tóm lại, đầu đuôi chuyện luân hồi hay trở về bể tánh thanh tịnh Phật giới là do tánh Phật hết, không có bàn tay quyền năng nào làm việc này. 6. Trung ấm thân là do tánh Phật sử dụng cái tưởng của tánh người và thọ hành thức của tánh người nên mới có trung ấm thân. Vì có trung ấm thân nên tánh Phật sử dụng thêm hết 12 tánh của con người nữa, nên tánh Phật bị kẹt cứng trong vỏ bọc trung ấm thân này. Chứ trung ấm thân không ai chi phối nó cả. 7. Không ai tác động vào trung ấm thân được, mà cái trung ấm thân này khi được tan rã, duy nhất chỉ có vị Phật trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh theo tánh Phật trong trung ấm thân này, dạy cho tánh Phật bị giam trong trung ấm thân này biết công thức giải thoát. Khi tánh Phật này thấu triệt được lời dạy của vị Phật luôn theo giúp đỡ tánh Phật ở trong vỏ bọc trung ấm thân này, khi tánh Phật ở trong vỏ bọc trung ấm thân này biết và thực hiện được như sau, thì vỏ bọc trung ấm thân mới được tan mất. A. Tánh Phật phải hiểu rõ quy luật nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. B. Phải biết rõ ba phần công đức, phước đức, ác đức. C. Tạo ra được công đức. D. Biết được công thức giải thoát. 8. Trung ấm thân là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương. Người bình thường hiện tại, ai thật sự tha thiết muốn giải thoát, duy nhất phải đợi khi nào quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được công bố ra. Tìm đọc cho kỹ tập quyền ký này, phải áp dụng cho thật đúng thì mới mong giải thoát được. Đức Phật dạy rõ phần giải thoát như sau. Pháp môn giải thoát này ở thế giới loài người 10 tỷ năm mới có một vị Phật dạy. Tu hành pháp môn giải thoát này nơi thời gian là 3.000 năm. Lưu hành âm thầm hết 2.900 năm. Tổng thời gian lưu hành hiển ra là 100 năm. Mỗi lần pháp môn giải thoát công bố ra, người giải thoát không quá 500 người. Đức Phật dạy thêm, nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này, bất cứ động vật, thực vật, hữu hình hay vô hình, ở địa cầu này, trong tam giới này, hay khắp trong càn khôn vũ trụ này, đều là do điện từ âm dương hình thành, duy trì, bảo quản, tồn tại và luân chuyển, gọi là luân hồi. Vì vậy Đức Phật gọi là thế giới luân chuyển vật lý âm dương. Mà trong thế giới vật lý âm dương, con người sống hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Như Lai nói, vật lý âm dương này là do ma dương cai quản. Ma dương là cái gì? Là do sự ham muốn không bờ bến của tánh con người đó. Vì vậy người nào muốn giải thoát, đồng nghĩa mình trực diện muốn đối đầu với bọn ma dương này. Có ai dám không? Hay cứ cắm đầu lại lục người khác xin giải thoát? Trả lời câu 28, Đức Phật phân thân, quá thân hay ứng thân chỉ làm có một nhiệm vụ, là giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát. 1. Phân thân. Từ kim thân thật lớn của Như Lai, Ngài lưu xuất ra một kim thân rất nhỏ, giống y như hình dáng kim thân lớn của Ngài vậy. Đến thế giới của loài người, thấy có người nào muốn giác ngộ và giải thoát, Ngài khiến cho người này đến nơi đang dạy pháp môn thiền tông để người này học. Nhờ vậy người này mới biết giác ngộ và giải thoát. 2. Hóa thân. Cũng từ kim thân của Đức Phật, Ngài biến hóa ra hình tướng của Ngài, cũng làm như công việc phân thân. 3. Ứng thân. Cũng từ kim thân của Đức Phật, Ngài ứng hiện thân ra một kim thân Phật rất nhỏ, cũng làm công việc như phân thân vậy. Trả lời câu 29, người hôn mê phải hiểu như sau. Phật tánh là sự sống cho loài người và muôn vật. Nếu Phật tánh còn ở trong bể tánh thanh tịnh là sự sống như vậy thôi, tức chỉ thấy, nghe, nói và biết. Bốn phần này là như vậy. Khi Phật tánh bị hút vào địa cầu này, địa cầu này là nơi luân chuyển để sinh ra nhân quả luân hồi theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt.
do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. Khi Phật tánh bị hút vào tử cung của người nữ, tử cung của người nữ nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này có công dụng như sau: một, làm cho tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. Hai, nơi nuôi dưỡng noãn của người nữ và tinh của người nam khi hòa hợp với nhau để dần thành là một thai nhi. Khi tinh của người nam và noãn của người nữ đã hòa hợp với nhau rồi, tức khắc nó chuyển động theo dòng luân hồi, tức quay và hút theo quy luật vật lý âm dương. Thời khắc đầu tiên này, sức hút của tinh nam và noãn nữ rất mạnh, nên nó tự phát ra sức hút rất xa. Vì vậy tánh Phật nghe tiếng hút này mới đến gần xem, chỉ vừa bay đến thôi là bị sức hút cực mạnh vào tử cung của người nữ, không có cách nào cưỡng lại được. Đây là quy luật sức hút vật lý âm dương này. Tánh Phật vừa vào tử cung của người nữ, tức khắc bị chìm vào giấc ngủ liền. Sau 9 tháng 10 ngày, tánh Phật bị dính vào da thịt của một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi được người nữ sinh ra, đặt cho nó một cái tên gọi là con. Còn con người hôn mê không biết lý do như sau: nguyên tắc con người tưởng ra rồi suy nghĩ thì mới hành động được, đủ được như vậy mới lưu vào tàng thức, khi nhớ lại thì phải kéo từ trong tàng thức ra mới nhớ lại được. Vì vậy khi con người bị hôn mê, tức điện từ âm dương đang duy trì tàng thức này bị rối loạn, nên trong tàng thức không lưu giữ được. Thời khắc này không có gì lưu vào, vì vậy người sau khi bình thường không nhớ là vì vậy.